Chủ đề hôm nay con muốn chia sẻ với đại chúng thì con muốn nói về lòng biết ơn. Như chúng ta đã biết, Đức Phật dạy trong kinh thì có bốn cái ơn nặng mà chúng ta phải nhớ. Đó là ơn cha mẹ. Thứ hai, đối với người xuất gia chúng ta là ơn Phật. Còn đối với người tại gia thì là ơn thầy tổ, những người đã dạy dỗ, truyền trao kiến thức cho mình. Thứ ba là ơn quốc vương, là những vị lãnh đạo đã bảo vệ đất nước để cho chúng ta được bình an, tu tập và phát triển sự nghiệp. Thứ tư là ơn của chúng sinh, ơn tín thí đàn Việt. Thì hôm nay vì thời gian không cho phép cho nên chúng con chỉ nói sơ về cái ơn của chúng sinh thôi. Cái thứ tư là ơn chúng sinh. Dạ, thì kính thưa đại chúng, thì có Phật tử hôm trước đi chùa bị mất dép, thì họ mới than, họ mới hỏi con: thầy ơi, con đi chùa 2 lần 3 lần gì đó toàn bị mất dép. Thì con mới nghĩ vui, con mới khuyên họ: thôi, buồn phiền làm cái gì, bây giờ mình nghĩ như này, thay vì trách móc thì mình cần biết ơn cái người lấy dép của mình. Tại sao? Tại vì khi người ta mang cái đôi dép của mình á, thì mình sẽ có cơ hội để mang cái đôi dép của người khác. Tại vì sao? Tại vì lỡ cái đôi dép của mình mà nó có xấu hơn á, mà họ mang, thì mình tìm không thấy, để mình xỏ đại đi cái đôi dép nào, mình chọn đôi nào đẹp đẹp mình mang. Đó, thì mình mắc thì mình buồn phiền, đúng không ạ? Thật ra đó là con nói vui thôi, chứ con muốn khuyên là nếu mà mình mà hại bị cái nghiệp mất dép á, những cái đôi dép nào đẹp á, xịn á, thì mình mang ở nhà, hoặc là mình mang đi đâu mà những các cái nơi ít người á, thì mình đâu có mất. Ai kêu mang vào chùa những các cái nơi đông người chi, để rồi mất dép rồi buồn phiền ra được cái gì đâu. Còn xét về khía cạnh tu tập thì phải cần giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm mà trong khi đi đâu, những các cái nơi đông người mà biết cái gì cần cái gì không. Thì chùa chúng ta những các cái ngày lễ Tết gì đó đông người, thì cứ xảy ra những các cái việc mà giật dây chuyền, giật túi sách, điện thoại gì đó, những các cái đồ mà quý giá mà bị mất hoài, mà thông báo hoài nhưng mà người ta không có để ý. Ở đến lúc mà bị mất thì lại than, để trách. Con xin khuyên mọi người, những các cái đồ đạc, cái đồ gì mà quý giá đó thì chúng ta phải biết. Ví dụ như mấy cái Phật tử mà hay đi chùa mà có những trang sức, những các cái đồ tốt đẹp á, thì chúng ta lựa những các cái chỗ nào cần mang. Ví dụ như đi chùa thì cần gì mang, cần gì đeo vàng. Tại vì chùa chúng ta là thường có những các khóa tu và lễ lớn đó. Mà những các cái ngày đó thì Phật tử thập phương người ta tràn về đông lắm, thì nó kéo nguyên cái đoàn quân nó vô, nó bày trận giật cho, rồi nhìn thấy cái người đó giật nó, nhưng mà nó truyền cho cái người đằng sau, đâu có bằng chứng gì mà báo công an, mà báo công an họ cũng không giải quyết được mà. Rồi mấy cái trang sức quý giá gì đó, điện thoại gì đó, rồi để túi rồi nọ kia gì đó. Có nhiều người không có chánh niệm, có cái túi xịn, tiền bạc xịn đó, nhưng mà vì ham mê tự sướng, đặt ở cái góc kia đó, đi ra cái góc này xa cả chục mét, tự sướng được kiểu ảnh, ra mất luôn cái túi, cái bóp, thế là lại buồn phiền. Thì đến lúc đó là đã quá muộn rồi. Đối với những các cái người mà làm cho mình buồn phiền đó, chúng con hay gọi vui với nhau là mấy cái đồ âm binh, lựu đạn. Thì đối với những các cái người đó thì thay vì mình trách móc, mình đâu có được cái gì đâu, thì thôi, thầm cảm ơn
cảm ơn những các cái người đó đã giúp cho mình trải nghiệm, có thể là hiện tại hoặc là quá khứ đã qua, chúng ta đã từng gây ra những các cái phiền não đối với họ, chúng ta đã có những các cái gì đối với họ, thì nay họ giúp mình trả cái nghiệp đó thì mình đâu có cần phải trách móc làm gì. Thì cái chính là mình phải cố gắng tu tập. Tu tập sao để cho nó đến cái quả vị tứ thiền. Chứ những ai mà tu tập đến cái quả vị mà ngũ thiền thì thôi, cái đó thì bó tay rồi. Phật với Bồ Tát thì đã vượt qua cái ngũ thiền đó rồi. Cho nên là chúng ta cố gắng tu tập sao mà cái giờ tịnh tọa đó, cố gắng mà cái người nào mà có năng lực lắm thì tứ thiền là chúng ta dừng lại, chứ không có là đến ngũ thiền. Tại vì ngũ thiền nó nguy hiểm lắm. Cái sự biết ơn của chúng ta thì nó rất là nhiều. Đó là đối với những các cái thuận duyên thì thường thì chúng ta sẽ biết ơn, thì đó là cái điều rất là bình thường. Còn những các cái mà nghịch duyên với những các cái người mà âm thầm mà giúp đỡ gì đó, bảo vệ môi trường, ví dụ như mấy cô lao công, những các cái người mà dọn dẹp đường phố, thì chúng ta biết ơn là vì sao ạ? Tại vì nhờ họ mà đường phố được sạch sẽ, môi trường được trong lành, rồi những các cái vật mà nó gây nguy hiểm cho con người chúng ta khi tham gia giao thông, ví dụ như đinh nhọn hoặc là những các cái vật sắc bén gì đó, thì thay vì mà nó bị vương vãi ở đường thì nhờ có họ, họ đã quét dọn dẹp đường phố để cho chúng ta được an toàn tham gia giao thông, thì chúng ta biết ơn họ. Rồi còn những các cái nghịch duyên là những các cái nhân duyên bên ngoài, như con người, cảnh vật, thiên nhiên xung quanh, những các cái chướng duyên, nghịch duyên, thì ta hãy nên thầm cảm ơn. Tại vì tất cả đều và đã trợ duyên cho ta trên con đường tu đạo. Thì những các cái đó chính là phiền não. Mà phiền não thì đó là Bồ Đề. Tại sao nói phiền não là Bồ Đề? Tại vì chính Đức Phật với các vị Bồ Tát đó, các ngài đã thực hành lục độ ba la mật, là sáu cái hạnh ba la mật. Nếu mà như chúng ta mà vướng vào mấy cái hạnh đó thì thôi bó tay rồi đó. Ví dụ như Đức Phật đã bố thí thân mạng, tài sản, gia đình, vợ con, chúng ta đâu có trời ơi mất tiền thôi là đã thấy phiền não rồi, chứ đừng có nói mà bố thí cái gì. Thì ý con muốn nói ở đây thì là phiền não tức Bồ Đề. Đó là khi chúng ta nhận chân được các cái sự buồn phiền khó chịu, những các cái cơn nóng giận của mình đó, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại và cố gắng chiêm nghiệm nó, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn buồn phiền bực tức vào những các cái chướng duyên đó nữa. Thì đó chính là Bồ Đề. Đến khi nào mà các cái nghịch cảnh mà nó xảy ra mà ta không còn phiền não nữa, ta sẽ hoan hỷ, thì khi đó phiền não thì chính thức nó là Bồ Đề. À, chúng ta đạt được tới cái cảnh giới mà an vui giải thoát. Cuối lời con xin kính chúc trên sư phụ, quý thầy và đại chúng có một ngày mới thật nhiều an lạc và hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.